Ok luôn anh em. Chào mừng em đã quay trở lại. Chết luôn. Khỏe lắm. Yên bình quá anh em ạ. Hóa ra hồi trước cái tập trước cái lúc mà tôi giết cừu là đồ tôi full rồi anh em ạ, thế nên là tôi không có nhặt được. Thì vừa nãy tôi mới cất đồ vào trong cái hộp này này đó. Cái hộp shulker đó. Cất đây. Đợi tí tôi farm tí thịt đó anh em ạ. Sau đó thì tôi sẽ sau đó thì tôi sẽ vào nội dung chính đúng không? Chúng ta đã đợi 2 ngày để được xem cái tập này rồi đúng không anh em? Một trưởng. Đây anh em, nội dung chính của tập hôm nay đây, chính là nó đây. Ok thì hôm nay thì tôi sẽ đi vào trong cái mansion này anh em ạ, để xem thử xem cái mansion này nó có cái gì bên trong đó. Đi vào thôi anh em, không nói nhiều nữa. Từ từ, hoa hồng này, hoa đẹp không? Trồng phát. Ủa đẹp quá nhỉ, xịn. Ăn tí thịt bò tí. Đi vào thôi anh em. Tôi không biết là trong này nó có quái không. Chúng ta có thể vào, chúng ta check thử trong này nó có vua không anh em, bởi vì đây là một tòa lâu đài mà đúng không? Có vua. Ủa đẹp nhờ, như biệt thự ấy anh em ạ. Tôi nghe có tiếng của thằng đó kêu ấy các bạn. Có vẻ như là nó có một cái thứ gì đó nó trong tòa lâu đài này. Tôi không biết là nó là bạn thế hay là thù nữa. Ủa rộng nhờ. Rộng nhờ. Rộng thật. Đi vào thôi anh em. Đi vào đường nào ta? Tôi đi tôi tìm cái đường tôi chạy vào đã. Thì chúng ta phải đi đường chuẩn chỉnh vào chứ. Nó phải có cái cổng cho chúng ta vào chứ. Nó không có à? Cái này là một tòa lâu đài nó bị bịt kín rồi anh em. Ê what? À ủi đây này. Ôi cái lối vào của nó ở trong rừng anh em ạ, nó giấu kỹ trong rừng. Táo vàng, tôi lôi táo vàng rồi anh em ạ, phải cẩn thận cẩn thận. Chết cha, tôi hết sạch, tôi không dùng một cung này, tôi không còn tên rồi anh em ạ, tôi hết sạch tên rồi. Tôi nghe có con nào kêu ấy. Tôi nghe có bọn nào kêu ấy các bạn, từ từ đã. Là tôi không có đuốc. Tôi có đuốc không ta? Tôi hết sạch đuốc rồi hả? Ồ may quá, tôi có mang cái block than anh em ạ. Tôi chả hiểu sao mà tôi mang tận 8 block đi luôn. Để tôi craft vào tí đuốc đã. Ok. Chắc thêm một chút nữa đi. Rồi. Cất cất rồi. Cất. Cất được cái gì nữa không? Rồi. Từ từ cho tôi cất thêm tí đồ nữa đấy. Thì mình có thể cất được khá là nhiều đồ nó vào mấy cái hộp shulker của mình khá tiện. Rồi đấy nhảy. Ok xong rồi, tôi đào đi rồi. Ok. Vào thôi anh em. Chúng ta cùng vào xem thử trong này có cái gì. Đẹp nhờ. Hoành tráng thật. To phết. Tôi đi từ từ, tôi đi. Ôi, quái 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 quái. Thế quái nào nó nói có quái ở đây anh em. Chắc là trong á tối quá nên là quái nó tự sinh ra đây anh em. Đẹp nhờ. Rộng thật, to thật. Đây phòng nghỉ đây. Ở trong này có mìn thôi anh em, kiểu nó có bẫy không? Đẹp nhờ. Ôi trông nó ấm cúng ghê. Một. 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 Ok. Từ từ quên mất, cho tôi nhảy cái chưa nhảy. 1 2 3.
Ok nghe em. Đi thôi. Ui. Tối này có con nào trong này không? Nhện kìa. Cái chỗ này theo chỗ nào? Cái gì kìa? Thấy thằng nào? Ui. 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 Tôi mặc giáp full mà nó đập tôi mất mất một trái tim rưỡi đấy anh em. Cái điều của nó khỏe thế. Gỗ à? Ui xịn nhờ. Trông cứ như là bên Nhật ấy, trông thiết kế cứ như là bên Nhật anh em ạ. Nói chung là đó, tôi lút được tí đồ thì cũng ngon ngon thì cũng được vàng này. Cũng được hạt giống dưa hấu. Ơ cái gì đây? Từ từ nào. Cái phòng này là cái phòng gì mà lạ này? Ơ cái gì đây? Ồ. Cái này là sao? Ồ. Đường hầm bí mật à? What? What? Nó đang đưa tôi đi. Ôi cái rương này. Ôi. Ồ. Đĩa. Cái đĩa này thì mình sẽ bật từng nhạc hả anh em? Xô này. Ui xịn nhờ. Thú vị thật. Wow. Này anh em thấy không? Đúng là trong lâu đài mà đúng không? Có quá nhiều đồ trong ta lốt luôn. Xịn không anh em? Cái bọn cầm rìu vừa nãy là bọn nào đây anh em? Cái khu này thì là cái khu nào đây? Ui dòm 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 dòm. Chết ngay. Chỗ này đẹp thật anh em ạ. Đẹp nhưng cũng nguy hiểm. Từ nãy giờ tôi nghe tiếng của chúng nó cứ kêu suốt. Chắc chắn là trong này có nhiều quái lắm. Cái gì đây? Cái này phải phòng gì đây? Cái gì đây? Đây là nó xây hình nộm à? Tôi giờ trông nó giống cái tượng em ạ. Xây để tưởng niệm thằng nào à? Phải không? Tôi cắm cái đuốc nó vào trong cái ấy của nó cái. Cắm đúng vào cái ấy. Nó lại là cái phòng ấy tiếp này. Nói là đau 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 đau. Ôi. Ui rồi. Ui rồi ôi. Ui chết ngay chết ngay. Ôi sao mà trong này có nhiều quái thế? Ui. Ồ. Anh em ơi. Cái thằng cầm rìu nó đập mình một phát, sau đó thì mình không dùng khiên nữa anh em ạ. Cái thằng cầm rìu nó đặc biệt ghê. Cái gì đây? Sharpness. Hoặc là cái sắc bén này anh em. Không biết là cái name tag ấy rồi phải làm gì. Ui. Cái thằng cầm rìu đập mình ở phát rồi thì mình không dùng được khiên nữa anh em ạ. Cái khiên của mình một lúc sau thì nó mới hồi lại. Hay nhờ. Thế nếu vậy thì đấy, nếu vậy thì đánh với thằng đấy là khá là nguy hiểm đấy anh em. Khá là nguy hiểm đấy chứ không có dễ nuốt đâu. Ok. Tiếp thôi. Có vẻ là cẩn thận đấy anh em ạ. Trong này có vẻ là không có dễ sơi cho mình đâu. Đây phòng gì? Phòng này chỉ là phòng để hoa rồi thì ngồi chơi thôi anh em ạ. Phòng đẹp phết nhỉ. Phòng trang trí. Có vẻ chúng ta đi hết cái bên rồi đấy nhỉ. Ok, chúng ta quay lại cái đường bên kia, chúng ta đi qua bên trái làm sao? To thật. Nói kìa, nói kìa, nói kìa. Lại ở thằng này này. Ủa ơi.
Nó chết, nó rơi ra viên ngọc luôn anh em ạ. Chắc là nó ăn cướp ngọc của làng đấy. Tôi trông thằng ấy có vẻ là giống thằng dân thường. Tôi nghĩ là nó là bọn cướp. Anh em có đoán thế không? Bởi vì là nó cũng giống dân thường nên là tôi nghĩ là có thể. Vì sao cái phòng này nó lại bị như này đây? Tôi đào thử xem sao nào. Từ từ tôi đào thử cái à. Ô, nó đi được cái, tôi không hiểu sao mà nó lại đi. Nó xây chắn cái đường này lại. Sao vậy ta, cái phòng này nó, à cái phòng này thì nó có cái rương nó bí mật anh em ạ. Thế nên là chúng nó xây chắn lại chứ, giấu chứ hề. Ôi rìu. Phòng đựng hoa. Đẹp. Qua bên này làm sao? Phòng này đựng toàn rương em ơi. Thế nhưng mà sao sao rương nó trống không, chả có cái gì đây anh em. Thế mà tôi cứ tưởng là tôi tìm được phòng đựng toàn báu vật rồi. Vừa nãy tôi nhìn thấy một đống rương là tôi cũng đã sinh sinh nghi ngờ rồi anh em ạ. Hơi nghi nghi. Sao mà chúng nó kêu nhiều ta. Ui Creeper. Chung là mình chơi với bọn Creeper mình cẩn thận anh ạ, chứ không chúng nó nổ hỏng cái tòa nhà đẹp này của mình mất. Ok, chết rồi. Đây trông giống như một cái ruộng nhỉ. Anh em thấy đây nó giống như một cái ruộng không? Tôi thấy nó gọi tầng 2 này. À cái mái. Cái ruộng chả có cái gì. Thế hóa ra bọn quái này cũng xoàng thôi. Ô cái ruộng này. Xịn nhờ. Uầy. Nó cỏ nó mọc trên ruộng luôn này. Đẹp thật. Trồng lúa nó khá là xanh. Bọn này thấy yếu yếu nhưng mà được cái là chúng nó kêu khá nhiều. Chúng mình đã đi hết rồi đúng không? Ok, mình quay lại thôi. Chúng ta sẽ đi thử lên tầng 2 làm sao anh em ạ. Trời tối từ từ tôi ngủ cái đã cho an toàn. Sao lag à, ok. Lag anh em ạ, lag. Thôi đặt cái giường ở đây luôn đi anh em ạ, chốc mình chết thì mình còn hồi sinh lại tại điểm đó. Chứ mà mình cũng phải cẩn thận anh ạ, cũng không biết đâu được. Ấy chà, nói kìa. Lại thằng cầm rìu này. Qua đây. Qua đây. Ôi chết cha rồi, chết cha rồi. Đấy, anh em thấy cái khiên của tôi nó có cái gì nó chạy xuống không? Cái đó là mình sẽ không dùng cái khiên đấy. Cái bọn cầm rìu ấy thì chúng có phép hay sao ấy? Thì phép của bọn nó đó là khi mà nó quạt của mình phát thì mình sẽ không dùng rìu. Đấy, thì mình sẽ không dùng cái khiên nữa kìa. Này, nói. Ôi, từ từ nào. Nó khỏe phết anh em ạ. Nó đập tôi mất ba trái tim đấy. Đông nhỉ, tôi càng lên tầng 2 tôi thấy cái bọn này nó ra càng đông. Em mày. Ôi. Ôi, từ từ. Chúng nó đứng từ phía sau, chúng nó canh tôi anh em ơi. Nhanh. Chết cha rồi. Ôi. Đau quá nhờ. Chết đi. Ôi. Thốn lắm anh em ạ. Có hai đứa thôi mà thốn phết. Cao nhỉ. Ui. Qua đây mày. Chết ngay. Phải bình tĩnh anh em ạ. Phải bình tĩnh xử lý những khi mà nó áp sát.
Thằng nào ấy? Tôi đi qua bên này trước. Chúng ta giết hết tất cả mọi thằng. Ôi, chết ngay, chết rồi. Chết rồi. Đông nhờ. Vì sao mà trong này đông? Ui ơi, sao mà nó đông cá bọn này thế? Ui ôi, từ ăn. Sao mà cái bọn này nó ra đông thế? Không hiểu là bọn nó từ đâu ra anh em ạ. Đây là phòng của bọn nó ở ha? Tôi trông cái này nó giống cái giường. Còn đây là phòng họp của bọn nó hả? Ui, thì hóa ra cái tầng 1 chỉ là để cho chúng nó chơi thôi. Tầng 2 mới là nơi mà chúng nó ở anh em ạ. Creeper kìa. Qua đây bạn này. Tôi không muốn nó nổ nát cái nhà đẹp ở đâu, nên là tôi phải giữ. Ok. Có không? Ê, bình thường trong cái phòng này thì phải có bọn nó chứ. Anh em nhìn thấy thằng kia chưa? Nó đấy, chính nó. Đẹp nhờ, mình đứng ở cửa sổ mình nhìn ra bên ngoài đẹp. Đẹp phết. Bạn này. Ui, nó có hai thằng ở trong đó luôn anh em ạ. Chết rồi. À, phải giữ khoảng cách anh em ạ. Đông nhờ. Ui, chết rồi. Đừng nổ, ui. Trời ơi, nó nổ nhát. Nó nổ nát cái, trời ơi. Tôi bị rối quá, tôi nói nhầm luôn rồi. Sao lại có một con creeper ở bên dưới kia đấy kìa? What? Tôi nhớ là tôi đã clear hết cái tầng 1 rồi cơ mà ta. Ấy da, từ từ là bạn nào. Cái thằng bắn cung này thì nó... Ôi trời. Sao mà tôi nhìn thấy ở trong đám đó một đống quái vậy ta? Nổ đi, rồi. Xịn quá. Cái gì đây? Cái con nào đây? Con này là con nào anh em? Sao nó có cái con nhỏ nhỏ bay thế này? What? Tại sao lại có con creeper kia? Hình như là mấy con nhỏ nhỏ đấy là một con mob mới sao ấy. Chúng ta chưa thấy nó bao giờ. Cứ vừa nãy cái lúc mà nó chạy vào, tôi nhìn thấy có một thằng pháp sư ở trong kia anh em ạ. Nó có một thằng, nó giơ tay lên cứ như kiểu là nó triệu hồi pháp sư ấy. Ghê lắm. Tôi cũng không biết là thế nào. Để tôi thử qua, tôi nhòm lại thử làm sao. Là bạn skeleton. Ok. Từ từ đã, cái phòng này thì phòng gì đây? Phòng này là phòng gì? Sao lại có hai cái cánh cửa ở đây này? Cứ như kiểu là phòng vệ sinh ấy đúng không? trốn anh em ạ, trốn. Ok, an toàn, ăn cái. Ok. Đùa thôi, ra thôi. Mình đứng năm nhi mình trốn cái gì đúng không?
Đâu rồi? Thằng nào? Đây. Đấy. Anh em thấy ở tay nó hiện ra cái gì, nó bay bay. Đây. Ủa, cái gì đấy? Đấy là phép của nó hả? Cái bọn này nó bay được xuyên tường ấy anh em ạ. Đây này. Cái thằng kia. Mày ngon mày qua đây mày. Ôi. Thằng nó chính là thằng pháp sư đấy anh em ạ. Đâu rồi? Cái con này. Đồ ăn đâu rồi? Chết cha rồi, chúng ta còn khá ít đồ ăn anh em ạ. Cái bọn này láo nhờ. Chúng ta cần phải giết thằng pháp sư đấy anh em ạ. Chết đi. Ô, nó chết rồi, cái chạy 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 nhanh. Sao lại có con creeper nó đứng chắn đường thế này? Ôi rồi, chạy chạy nhanh 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 chạy 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 anh em ơi, chạy thượng sách anh em ạ. Ui, chạy 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 chạy. Từ từ á, chạy 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 chạy. Bây giờ tôi chỉ biết nói từ chạy rồi, tôi không biết nói từ gì luôn anh em ạ. Nó vẫn còn đuổi nữa kìa. Ui. Thôi nào. Đâu rồi? Nó đâu rồi anh em? Thôi, kệ bọn nó đi anh em ạ, chạy 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 ở thượng sách. Ôi thật chứ mà tôi vào trong cái chỗ này tôi bị ấy quá, tôi còn không bình luận vui vui cho anh em ấy được cơ, ghê quá. Thằng nào mới hừ đấy, cái gì đây? Totem à, ăn đã. Ơ cái gì đấy, bọn đó chúng nó chơi thả. Ui thôi, ui chạy 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 chạy. Ui. Toàn đâu? Đó, mình đứng ở đây mình sẽ an toàn anh em ạ, thì chúng nó sẽ không có lao vào mình được. Toàn. Nào mày. Từ từ á, tôi hồi máu đấy anh ạ. Phải hồi máu đã. Ở đâu rồi? Kìa. Hello anh. Đau không? Đau không? Úi dồi ôi. Hit and run tốt lắm. Tối rồi, đi ngủ cái. Ok. Tôi bực cái bọn này quá anh em ạ. Tôi xử của nó. Totem of Undying, thế cái này làm cái gì nhỉ? Cái Undying là cái này totem để làm cho mình được bất tử hả? Thế làm sao? Thế mình cầm nó vào đây không? Ồ. Hình như là khi mà mình có nó là khi mà mình mà bị chết thì mình sẽ được hồi sinh đấy anh em. Hình như vậy. Ui xịn nhờ. Hóa ra là bọn cướp chúng nó cũng có đồ khỏe phết đấy anh em. Đâu nhỉ? Thế cái phòng mà nãy thì mình đi đâu ta? Đây đúng không? Cái phòng ở đây đúng không? Con nhện kìa. Một chưởng là chết con nhện. Con nhện thì là con gọi là yếu nhất ở trong cái game luôn ấy. Tôi nhìn thấy nó có thằng kia nó đứng trong góc kìa. Ôi. Chết đi rồi. Chết rồi. Đó là thằng pháp sư đấy anh em, tôi không hiểu sao mà nó lại cứ đứng
nó cứ đứng lì ở trong góc anh em ạ. Cái bọn này chúng nó vẫn cứ đuổi theo mình này. Ơ à, rìu à, thằng này nó chỉ là thằng cầm rìu thôi thì cũng đỡ. Ủa, chạy. Thôi nào, từ từ nào anh em ạ. Tôi có hai cái totem rồi, nếu vậy thì tôi được hồi sinh hai phát luôn. Thằng kia đâu? Chết rồi. Tôi sửa rồi. Ghê thật. Công nhận là tầng 2 nó nguy hiểm hơn tầng 1 cực nhiều luôn anh em ạ. Đây mới chỉ là một nửa của tầng 2 nhá, thì chúng ta còn chưa đi cái nửa còn lại đâu đây này. Chết cha, mà đồ ăn thì sắp hết rồi. Được cả. Ôi Ripper này. Suýt tí nữa là nó nổ đấy anh em. May tôi không chấm thấy cái bọn tiên kia anh em ạ. Thì cái bọn tiên kia nó nhỏ quá, tôi không xử được bọn nó. Nhỏ quá. Cái gì đây? Ghê ta. Vì sao? Ồ rồi, ok. Chết rồi. Còn thịt đâu? Chết cha, khoai ấy thì mình ăn khoai à? What? Tôi nghèo tới độ giờ thì tôi phải ăn khoai à? Cái phòng này là phòng gì? Phòng này là phòng gì? Mà trông cứ như là chỗ của vua sống này. Thôi từ từ đã. Đoán là trong này chắc là nó phải có chùm ấy anh em. Anh zombie, anh có biết chùm ở đâu không anh? Anh? Tôi hỏi nó mà nó không hề trả lời anh em ạ. Ái chà, thằng nó dậy. Đánh lén này. Bật dậy thật. Còn không? Vì sao mà trong này chúng nó cứ thủ sẵn có một con creeper ở trong này anh em ạ. Cực kỳ là nguy hiểm luôn. Ô rộng nhờ, cao phết. Nhà cao thật. Nó chỉ có biệt thự thì nó mới cao như này đây anh em. Ôi từ từ, cái gì đây? Đặt vào, ok. Ô, tôi thấy cái nhánh này có vẻ đơn giản. Bây giờ chúng ta đi nốt vào cái phòng kia làm sao, đúng không? Đâu ta? Đây này. Mà có hai tầng thôi đúng không? Nó có mỗi hai tầng, đây tôi đi nốt cái phòng này là xong rồi. Easy phết nhỉ. Tôi nghe thấy có hơi nhiều tiếng quái ở trong này nhá. Tôi nghe thấy có hơi nhiều tiếng quái. Ôi, từ từ nào. Cái gì đấy? Thằng pháp sư tiếp hả? Khoai, ôi chết cha. Từ từ anh em ạ, bởi vì là đồ ăn mình còn thiếu quá. Mình thiếu đồ ăn quá. Ồ, cái con kia mình đừng đánh tao nào. Đâu rồi? Tôi đoán là trong này nó có thằng pháp sư anh em ạ. Ui, sao gì mà nó đông thế? Cũng may là tôi tìm được cái chỗ đứng là đẹp anh em ạ. Farm này thích nhỉ. Nào, có mỗi cái con tiên kia là nó cứ đánh tôi lúc nào tôi bực ấy. Đâu rồi, con tiên đâu rồi? Còn không? Đừng có nổ, trời ơi. Ôi, nó hất tôi xuống cái phòng ở bên dưới rồi. Đau nhỉ, từ từ. Tôi toàn táo cái. Cái gì đây? Cái này là cái hiệu ứng gì đây?
Để trèo lên anh ạ. Tôi dùng nước của trèo lên luôn. Chúng mình chơi lớn luôn. Nào cái bọn này. Đau quá nhở. Chết rồi. Nào. Nào thằng kia nào. Ủa. Chạy à. Mày chạy à, mày chạy à. Chạy à. Ủa. Chạy này. Chết ngay. Nó chết rồi anh ơi. Từ từ nào. Cả bọn mất dạy này. Từ từ anh em. Đông quá, đông á. Né né rồi đã. Chúng ta phải né né ra. Chứ đông quá anh em ạ, quá đông. Ủa ôi, 5 con anh em ạ. Chạy 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 chạy. Đau quá. Chết rồi. Tớ vẫn kịp nhảy lên giết một con anh em ạ. Còn đồ ăn không? Chẳng lẽ giờ thì phải phán khoai. Nào nào nào, mày qua đây nào. Ủa ôi, nó còn một thằng pháp sư nữa. Ui thôi 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 thôi. Đau đấy, đau đấy, không đùa đâu. À đây rồi. Tôi có thuốc hồi máu anh em ạ. Tôi có thuốc hồi máu. Uống 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 nhanh. Ê. Cái gì? Vì sao tôi uống rồi mà sao tôi chả hồi tí máu nào anh em? What? Cái gì vậy trời? Cái gì vậy trời? Đừng đừng đừng, ôi đau quá đau quá. Chạy 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 từ từ đã. Chết cha rồi. Tôi bị thiếu loan quá nhở. Ôi trời ơi. Thế quái nào? Nào thằng kia. Chết đi rồi. Person of healing này. Sao mà tôi uống rồi nhưng mà nó chả hồi máu tôi tí gì anh em. À. Uống cái thừa thì nó hồi lên thành một cục như vậy thôi anh em ạ. Chứ nó không hồi máu cho thời gian à. Ăn khoai thử. Ăn khoai hồi được ít lắm. Bên đây tôi có cách rồi. Có mình có craft table không? Mình không có craft table luôn à? Tôi đào tí tôi làm craft table đó anh ạ. Từ từ nhá, sau mấy con quái này chúng ra đông ta. Từ từ anh ạ, từ từ á. Tôi có khá nhiều gỗ ở đây thế mà tôi không làm luôn này. Ok. Craft table. Cái này làm cái lò nung như này đúng không? Đúng rồi, chọn rồi. À, than đâu đúng rồi. Chúng ta phải nướng cái củ khoai lên thì ăn nó mới đầy đủ dinh dưỡng em ạ. Bị thừa mất 2 củ. Đau phết đấy anh em ạ. Chúng bắn đau phết đấy. Không đùa đâu. Ủa ôi, nó đánh sắp hỏng luôn cái quần của tôi rồi. Tôi sắp hỏng quần rồi anh em ạ. Ăn hồi máu đã. Đó. Thì mình nướng lên rồi thì mình ăn thì nó hồi khá là nhanh anh em ạ. Mình được 7 viên ngọc này. Mình có hai cái totem. Cái totem thì mình không gộp lại được với nhau anh em ạ. Totem of Undying. Chúng nó cũng khá là hay. Đó, tôi đi lên tôi xử nó tiếp. À, từ từ lấy thêm cục khoai nữa. Ok. Đi ngủ cái.
Nguy hiểm anh em ạ. Tôi thấy đi cái tòa lâu đài này nó còn nguy hiểm hơn cả khi mình đi rất rồng anh em ạ, thật. Tôi không biết sao mà tôi cảm giác thế. Đây này, vừa ấy thì tôi có nhìn qua. Ô, cái tô tem ở đây này, thế mà nãy thì mình không nhặt chứ. Có tô tem ở đây mà nãy mình không nhặt chứ. Suýt từ nữa thì mình bị phí mất đi thêm một cái tô tem ấy anh em. Ồ, đó, thì ở đây có vẻ là đây là tầng 3 anh em ạ. Thì là cái đường lên tầng 3 nó khá đặc biệt. Ồ. Nó có cái bức tranh vẽ hình tượng của nó lên kia. Tránh ra. Tránh ra. Ô, trời ơi, ui rồi. Xong rồi anh ạ. Nó nổ nguyên cái này rồi. Xuống đi bạn ơi. Ui ơi. Tôi phá hoại quá. Tôi ra được bên ngoài anh em ơi. Chỗ đẹp không anh em? Đó, xịn không? Làng kia. Cảnh quan đẹp phết vậy. Con Reaper nổ cái rồi thì mình qua được bên ngoài luôn anh em ạ. Ok, đi cẩn thận chứ không tuột xuống ấy. Có gỗ không? Tôi nhìn thấy thằng kia kìa. Bây giờ kế hoạch của mình là chạy qua sửa luôn anh em ạ. Rồi, nó chết rồi. Nó chết rồi anh em ơi. Quá là nhanh gọn lẹ luôn. Ui đông chơi kìa. Hình như là nó vẫn còn một đâu đó một thằng pháp sư nữa sao ấy. Quá đông. Cái bọn tiên này nó cấu máu đau phết đấy. Anh em nhìn giáp, anh em nhìn máu tôi tụt. Chết cha, quần 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 sắp hỏng. Từ từ nào bọn mày. Ui. Tôi tụt xuống dưới, tôi tụt xuống dưới tầng 1. Và anh em ạ. 1. Ô chạy 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 chạy. Đau quá nhở. Nó khó chịu thật. Chứ mà mình mà đi en thì có mỗi cái thằng en mà. Thở dễ hơn. Khoai. Chạy 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 chạy. Đau quá. Nó chả có cái gì để cho mình ăn hết. Nó cứ mỗi lần mình giết xong pháp sư thì nó sẽ triệu hồi ra đến đến 3 4 con tiên hay sao anh ạ. Đông lắm. Đấy, ui, 6 con hay sao anh em ạ. Ui. Thế nhưng mà tôi thấy chúng nó cứ bị đỏ đỏ người, tôi nghĩ là chúng nó bị mất máu theo thời gian anh ạ, thì kiểu như chúng nó không bảo vệ được chủ của chúng nó ấy. Nên là chủ chúng có chết nên là chúng có bị mất máu theo thời gian. Tôi đoán thế. Có đồ ăn thế không? May quá có bánh mì, có bánh mì. Ăn tạm. Chết đi nào, mấy bạn tiện ở đây ấy. Một lúc sau thì chúng có chết hay không ạ? Đó, có mỗi lần mình giết xong pháp sư thì mình phải chạy thục cả mạng như vậy đây anh em. Từ từ nào. Tôi lên tôi giết thêm thằng thằng pháp sư đó luôn. Thế nhưng mà từ từ anh em ạ, vì đồ ăn chúng ta đang thiếu quá. Đau quá. Đau quá. Để chạy thử ra ngoài xem có thoát được các bọn này không anh ạ. Thì không biết các bọn này thì chúng có chỉ ở trong mansion thế là chúng có ra được cả bên ngoài. Có thoát không? Ui chúng có ra ngoài anh em ơi. Từ từ nào mấy bạn ơi. Chà 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 chà, tôi đau quá anh em ạ.
Đau quá. Đau quá, tôi đau quá, tôi đau quá. Đâu rồi, đâu rồi? Đau quá anh em ơi, từ từ đã anh em ạ. Tôi đang vừa chạy vừa suy nghĩ giải pháp để làm sao mà tránh được bọn nó. Có đoán không, có đoán không? Ui, ôi, 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 lắc, lắc, ôi. Ô. Tôi được hồi sinh đúng không anh em? Tôi được hồi sinh đúng không? Tôi nhận được cái achievement gì đấy. Tôi được hồi sinh. Ôi. Từ từ nào, gì đuổi căng thế. Thế mình trốn xuống cái nước có được không? Ôi, thôi 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 thôi. Không được anh em ạ. Giúp tôi anh em ơi. Cầm cầm cầm. Cái item này nó giúp mình hồi sinh, xịn quá. Ném thử xong có ra gà vịt, trả ra gà vịt thì cho mình luôn. Thổi giết zombie, bán tạm thịt zombie vậy. Trời ơi, có Reaper, ôi hay quá. Ôi may quá. Nó chưa nổ hỏng cái hộp của mình. Trời ơi, sao mà cái bọn này nó đông thế, nó dài thế. Sao chúng nó vẫn không chịu chết đi anh em ơi, vì sao chúng có đông thế? Chúng có làm gì mà đông thế? Đồ ăn tôi sắp cạn rồi, từ từ anh em ạ. Từ từ á. Tôi đi tìm đồ ăn anh em ạ, chứ mà đồ ăn tôi sắp cạn rồi. Tìm thịt bò các thứ đã, tìm thịt thủng các thứ đã. Có con gì cho tao ăn hay không? Cá heo. Tôi chưa thấy món thịt cá heo bao giờ anh em ạ. Nó khỏe quá anh em ơi. À lợn, lợn, lợn. Ôi. Lợn ơi, mày chạy ngay đi trước khi mà tao tới lợn ơi. Tôi vẫn nghe thấy cái tiếng chít chít nó của cái bọn ấy đằng sau tôi đấy anh ạ. Đấy, chúng nói kìa, tôi vẫn nhìn thấy. Tuyệt quá lợn ơi. Lại no ngay. Vịt. Tuyệt quá nhờ. À, tôi nhớ là có 3 con lợn cơ mà. Có một con chạy đâu rồi ấy. Ở đây này. Boom. Chết luôn. Từ từ anh em ạ. Đi farm tí đồ ăn á. Không chốc vào chết đấy. Không chốc vào mình lại hết đồ ăn đấy anh em ạ. Từ từ á. Ghê quá. Mình đi tầng 2 mà mình đã hộc máu mũi rồi, bây giờ mình lên tầng 3 mình chết luôn đấy anh em. Cũng may là tôi cầm cái đấy. Tôi ơ cái gì đấy? Nhặt đi. Thịt bò chín đấy, nhặt đi trời. Chết. Thế quái nào mà suýt tí nữa thì tôi không nhặt thịt bò chín đấy các bạn. Tôi phun đồ từ từ đã, để tôi cất đồ vào trong cái shulker nhá. Ôi thôi. Chúng con lại đuổi đánh tôi thế mà. Ơ, tôi hỏng quần luôn rồi anh ạ. Tôi hỏng quần rồi, cái giày và cái giáp cũng sắp hỏng rồi chứ chào này. Nguy hiểm quá nhờ. Mẹ cái bọn này. Chúng nó ác liệt quá. Cất đồ đã. Cất mấy cái đồ mình không cần thiết anh ạ. Có vẻ như chúng nó cũng chết rồi, hết rồi đấy anh ạ. Thì tôi đấy thì tôi thấy là tôi được đứng để cất đồ cái này là có vẻ như chúng nó đi hết rồi. May mắn. Ok, cất lại đủ rồi, vào thôi. Quay lại thôi anh em ạ. Ui. Cái gì đây? Ui thịt 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 thịt. Quay lại rồi anh ạ, chúng ta đã quay lại rồi. Ui à. Đâu rồi? Thật chứ mà cái bọn tiên này nó còn khó chịu hơn cả con rồng anh em ạ, thật luôn ý. Thế quái nào mà ở đây
Nói có băng cái này hả? Tôi vẫn nghe tiếng bọn nó là sao? À đây rồi, may quá. Thế tôi tưởng là mình mất đi, mình mất hết súp cơ rồi. Nào, cái con kia hình như chỉ còn có một con thôi, đúng không? Trời ơi, đau quá. Tôi bị hỏng cái giáp quần rồi mà. Cố gắng lên nào, phải xử lý bọn này xong thì mình mới đi tiếp rồi anh em ạ. Khó chịu quá nhở. Ui sao đông thế? Cái gì đây? Thế quái nào anh em? Sao mà nó đông cái này? Chết cha anh em ạ. Không không. Không ổn rồi. Đồ ăn còn không? Còn. Đây anh em ạ, tôi biết rồi, hình như là bọn ở bên trên chúng có đang tiếp tục, chúng có triệu hồi ra ấy. Vậy nên là bây giờ chúng ta phải chạy thẳng lên trên tầng trên, giết luôn thằng pháp sư anh em ạ. Tôi bởi vì để càng lâu nó càng triệu hồi ra anh em ạ. Tôi nhớ là đi đường này. Phải chạy nhanh trước khi bọn tiên nó đuổi tới nơi anh em ạ. Đâu rồi? Thằng pháp sư khốn nạn đâu rồi? Chỗ này có không? Không thấy. Đây rồi, đây rồi. À đâu đâu? Thằng này là thằng lính thôi. Thằng lính cầm rìu cũng phò thôi. Đây này, đây này. Không sao, không sao. Chúng mình có cái totem nó hồi sinh mà. Nó chết chưa? Nó chết chưa? Rồi 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 rồi. Đau quá nhở? Từ từ á, từ từ á, từ từ. Ui, tôi có nửa trái tim đây anh em ạ. Nó hết chưa? Nó còn thằng nào không? Tôi đang cố gắng cứ chạy nhử nhử cái này để cho chúng nó không có làm được gì mình. Cố gắng, cố gắng. Ở trong này thì chỉ có mỗi cái bọn phò phạch thôi. Trong này toàn bọn yếu. Cái gì đây? Vì sao lại có một cái tấm bảng to đùng ở đây này? Ô, cái phòng ở đây. Phòng... phòng hành quyết à? Đây là phòng võ đài cái này. Tôi nghe tiếng bọn nó nhỏ nhỏ tới ở đấy. Ô, con mèo, ô, what? Từ từ nào. Ô, đồ, chết, ôi, chạy nhanh, ôi, ôi, chết tôi rồi. Holy shit, chết tôi rồi. Trời ơi, tất cả cái đống đồ của tôi đều nằm trên đó đấy. Chết rồi. Bây giờ làm sao mình lên lấy anh em? Cha rồi, chết cha rồi. Grab cái kiếm gỗ. Tôi hồi sinh rồi nhưng mà tôi vẫn bị bọn nó giết. Khoát. Toang quá. Toang quá anh em ơi. Chết cha rồi. Nó mới 3 phút trước chúng ta còn đang giáp đầy mình, nhưng mà bây giờ chúng ta đã mất hết sạch rồi. Tôi phải nhanh chóng đi chặt lại đồ. Thế nhưng mà đồ tôi cũng hơi full nó, nên là tôi phải cất đồ ở đây chốc nữa. Chốc nữa tôi còn nhặt được đồ kia. Bây giờ kế hoạch chạy thật nhanh vào đó anh em ạ. Chạy chạy thật nhanh vào đó xong mình nhặt đồ xong mình đi qua luôn. Đây là cái phòng này. Ủa ơi, mình vào mình nhặt xong
xong mình lại chết luôn anh em ơi. Tôi phải có kế hoạch cụ thể anh em ạ. Chết cha rồi, thế chúng ta phải có một cái gì đó. Chết cha rồi anh em ơi. Nào, cái con Reaper nào. Nào. Ui, đau quá. Tôi có kế hoạch cụ thể. Chúng ta có xô nước không? Chúng ta có không có xô nước rồi anh em ạ. Để tôi thử tìm cách làm sao này. Tôi sẽ làm được anh em ạ. Anh em tin không? Bây giờ phải dụ hết cái đám nó ra bên ngoài anh ạ. Phòng nào? Để chỗ mày đi qua đây nào. Ok, đi qua đây nào. Ui. Nào mày. Ê bạn. Ê bạn, rồi. Đi nào. Ui. Để tôi dụ nó qua bên ngoài này các bạn. Nào bạn, qua đây nào. Rồi, tôi đã dụ được một thằng rồi các bạn. Xa một tí nữa. Rồi, đó, thì rồi sau đó thì mình cho giết mình anh em ạ. Thì mình sẽ được về đây, đó, thì mình dụ được nó đi ra bên ngoài nhà rồi. Bây giờ mình lên mình dụ thêm thằng nữa. Nhanh chứ. Ôi. Từ từ thắp. Ôi. Tránh ra. Từ từ nào. Đồ. Ui chết rồi. Nó lại xử tôi rồi. Lại xử tôi rồi anh em ơi. Ahu. Nó đánh tôi đau quá. Làm ơn trả đồ cho em, trả em thanh kiếm Netherite. Nó đâu rồi? Tránh nào, tốt nhất là tôi không muốn dây dưa với nó. Tôi chỉ muốn dụ nó đi thôi. Nào, mày đi với tao. Đúng rồi. Nào mày. Tốt lắm. Ngoan lắm, ngoan. Đi nào mày thằng này. Chuẩn rồi. Ngoan ngoãn đi theo chị nhá. Đi nào mày, qua đây nào. Tới dụ nó xuống biển anh em ạ, thằng này. Thằng này phải dụ nó xuống sông. Sông núi nước non đâu rồi. Nào anh. Ôi, thằng kia đâu rồi, qua đây nhanh nào, chứ không đồ trên kia chốc tan biến hết bây giờ. Thằng kia đâu? Thôi đâu rồi anh em ạ? Kìa kìa kìa. Để tôi đi vòng cái đường khác xem có bị nó phát hiện không. Tôi phải nhanh chóng đi nhặt lại đồ chứ không đồ tan biến hết anh em ạ. Nhanh. Vì từ nãy giờ cũng khá lâu ấy, thế nên tôi không biết là đồ tôi nó còn không. Thì tôi không biết là thanh kiếm của tôi nó còn không anh em ạ. Quan trọng lắm ấy. Thanh kiếm Netherite của tôi, làm ơn là đừng có mất đồ. Lấp lánh lên, đúng rồi. May quá là đồ mình còn anh em ơi. Nhanh. Mặc đồ vào. Kiếm ra. Thuốc vào. Ok. Ui may quá, mấy cái hộp sugar của mình nó vẫn còn luôn anh em ơi. Ồ. Nó pha thoát tim đấy anh em ạ.
May là tôi không có mất một cái đồ gì quan trọng hết. Thì nếu mà có mất, chắc là mất một vài đồ vớ vẩn thôi. Tôi vẫn còn giày này, tôi vẫn còn nón này, tôi vẫn còn kiếm, tốt quá, tuyệt quá. Cầm ngay cái to tem qua tay. Ok rồi, tốt quá anh em ơi. Ui, tôi đi cái này tôi chết lên chết xuống luôn. Thế là trong cái đó thì tôi đi cái gì đấy. Thế là trong cái đó, thì tôi đi em, tôi không bị làm sao luôn anh ạ. Anh em thấy Manson đáng sợ không? Anh em thấy Manson đáng sợ không? Đấy là bạn nhện một trưởng là bạn chết luôn thôi. Đây là võ đài đây anh em, xịn không? Ồ, có anh zombie ở trong võ đài à? Để tôi vào tôi đấu tay không với anh zombie nhá. Đấy, trên người là không cầm một cái gì kia, tôi đấu tay không với anh zombie. Chết này. Úi rồi. Sao mà chơi lại được cái Mike Tyson đúng không? Tôi là Mike Tyson con mà. Úi rồi ôi. Úi rồi. Đường quyền này, đi đường quyền, đi đường quyền này. Đấy. Một móc vào eo này, một móc vào cằm này, một móc vào má này. Thế quái nào mà lại có hai con, chứ bẩn thế. Chứ bẩn thế. Chứ bẩn là chứ bẩn. Chơi bẩn này, chơi bẩn. Chơi bẩn này, chơi bẩn. Cái giá phải trò cái giá phải trả cho những thằng chơi bẩn nhé anh em. Đó. Zombie có tính đồng đội phết anh em ạ. Thấy thấy đồng loại đang bị đánh lao vào hỗ trợ luôn chứ. Nó đúng là động vật nào thì cũng có tình người anh em ạ. Còn nhện. Ủa đau quá. Nổ to quá. Ô con mèo. Ôi Creeper đừng đừng đừng. Đừng có nổ. Ôi. Nó nổ hỏng con mèo của tôi rồi. Con mèo bị thương rồi. Anh mèo à, hu hu. Anh mèo bị thương rồi. Nước đâu? Zombie nó cầm cái tấm thảm luôn nhá. Đồ ăn, đồ ăn. Hết đồ ăn này. Nó có cái này. Có cái này, ok. Bây giờ phải ăn tạm thịt zombie thôi anh ạ. Bây giờ người ta quá nghèo rồi đó. Thì tôi nghĩ là tôi đã clear xong cái mansion. Clear xong cái mansion chết tiệt, nó cực kỳ khỏe anh em ạ. Cái mansion này đúng là cái thứ mà nó làm tôi chết lên chết xuống luôn đấy, là đúng là cái thứ khỏe chất luôn đấy, hơn hơn là con rồng đó. Thế nên là số lượng là cực kỳ quan trọng nha anh em. Thì kiểu thì anh em đi trong em đúng không, nó có mỗi con rồng thì nó không làm gì tôi ấy. Thế nhưng mà nếu mà anh em mà tụ tập toàn toàn những cái thằng nhỏ nhỏ lớn như cái bọn cướp này này đó, thì anh em sẽ rất là dễ bị chết, nó khá là nguy hiểm. Này, tôi thể hiện skill cho anh em này. Đó, ok không? Thì là cái game này nó có một cái đặc biệt đó là nếu mà mình mà nhảy xuống nước là mình sẽ không bị mất máu. Cho nên là mình mà nhảy từ trên cao xuống thì mình chỉ cần đặt một xô nước ở bên dưới ấy, là mình sẽ ok. Nhìn nhìn đã anh em ạ, lo quá. Tự uống cái lọ thuốc cái. Sao tôi nghe tiếng cái thằng nào đi đi ấy? Không chơi mấy anh quái nhá. Mấy anh tránh tránh là để em cất đồ nhá, để em còn di chuyển đi chỗ khác nhá. Trời. Nãy tôi craft cái kiếm gỗ ấy kìa chứ. Nghèo anh em ạ. May quá là mình còn cái cuốc kim cương luôn, xịn. Đi rồi anh em, chúng mình đã xử lý xong cái chỗ này rồi đấy. Và tôi đã gọi là có ác cảm với cái mansion này rồi. À, tôi ngủ lại ở đây một đêm nữa, sau đó thì tôi đi.
quá là ác cảm anh em ạ. Thì bây giờ anh em biết chúng ta đi đâu không? Tôi đoán là cũng đã có nhiều anh em nhận ra vấn đề rồi anh em ạ. Tôi đoán là cũng có nhiều anh em đã nhận ra vấn đề nghiêm trọng. Đó là bây giờ tôi không nhớ đường về nhà là đi thế nào anh em ạ. Holy shit. Tôi không có nhớ đường, bởi vì là đáng ra là trước khi mình đi là mình phải có cái la bàn, thế hoặc là mình phải mình có cái la bàn để chỉ về nhà mình ấy, hoặc là mình phải có cái bản đồ của cái nhà của mình ấy anh em ạ. Chứ mà mình không có một cái gì thế này, bây giờ tôi thật sự tôi không nhớ cái nhà của tôi đi hướng nào anh em ạ. Thì tôi biết là cái nhà của tôi là nó nằm về cái hướng ấy, thì ui từ từ nào đi, cẩn thận nào. Thì là hồi trước là mình cứ chạy về hướng bắc thì là mình đến cái tòa mansion này đây đúng không? Thì bây giờ mình còn quay về nhà thì mình sẽ chạy ngược lại là mình chạy về hướng nam. Thế nhưng mà là anh có nhớ trước là mình còn chạy hơi lệch lệch qua hướng đông một chút không? Nên là giờ là mình phải hơi lệch qua cái hướng tây một chút ấy. Và tôi chả biết phải lệch qua bao nhiêu. Vậy nên là tôi chỉ biết nói với anh em một từ thôi. Toang này anh em ạ, toang này. Chúng ta toang này. Chúng ta kết thúc rồi anh em ạ. Chúng ta đi xong tòa lâu đài, tòa lâu đài nó kết thúc. Và bây giờ chúng ta cũng gọi là sao ta? Tôi bật có vẻ tôi sao mà tôi cứ ấn mà nó cứ bị khựng khựng sao? Cứ như kiểu là tôi đang bật wiki ấy. Nhưng mà không phải. Ok anh em thì ok thì tôi nghĩ là tập hôm nay tới đây thôi nhá anh em nhá. Chúng ta có vẻ là không thể đi về nhà nữa rồi, vì tôi đã quên đường về nhà rồi anh ạ. Và bây giờ cũng không có cách nào để mà định vị lại đường về nhà anh em ạ. Ok, vì sao chỗ kia bị cháy rừng à? Sao chỗ này thì lại có cháy rừng thế này? Đừng 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 đừng. Cái này là cánh rừng cực kỳ tuyệt vời. Không được cháy. Không được cháy. Thôi 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 thôi. Dừng cháy đi. Không cháy nữa. Rồi. Ôi từ 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 từ. Rồi 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 rồi. Rồi anh em ơi. Rồi rồi rồi. Tôi đang ngăn được cái đám cháy rồi. Thì nó có một cái lava ở trên kia chảy xuống. Chỗ này đẹp như thế này mà đi cháy rừng khổ chứ kìa. Thôi tôi cứ để mấy cái này đúng không? Để kiểu là nơi đây đã từng xảy ra cháy rừng. Để cho sau này thì người ta còn biết nhỉ. Vậy nên là tôi đây anh em ạ. Thật sự là tôi rất là chia buồn với anh em. Nhưng mà tôi phải nói thật với anh em ạ. Chúng ta không còn một lựa chọn. Chúng ta không còn một hy vọng nào để mà tìm được đường về nhà đâu anh em. Nếu mà anh em mà có cách nào để mà chỉ cho tôi cách mà để tôi tìm được đường về nhà thì anh em cứ comment thoải mái nhé. Chứ mà tôi là tôi không biết phải tìm đường về nhà bằng cách nào rồi. Thì tôi nghĩ rằng tôi sẽ làm cái làng này thành cái nhà mới của tôi anh em ạ. Đó. Trồng hoa cho môi trường nó đẹp nào. Có lợn đâu, phàm có lợn tí. Thôi tiện thì mình đi lút tí đồ nhờ. Đồ ăn tốt quá, tuyệt. Để tôi đi lút tí đồ xem mà xung quanh đây có đồ gì ngon không. Wow, cái nhà này mà thiết kế ô có hai giường luôn à? Sao hai giường không đặt ở bên cạnh nhau đi? Ủa ôi, có nhiều bánh mì chưa biết thế, vừa nãy mình vào trong làng mình lấy nhờ.
Tôi nói nhiều thế hơi hơi rát họng. Mở cửa. À đây là cái anh làm map này. Bây giờ anh có làm map cho em về nhà không thì anh làm, chứ mà giờ thì em cần anh làm cái map gì? Mở cửa ra anh ơi. Cái la bàn này đấy thì ạ. Thế thì tôi thì anh em nhìn cái la bàn kìa, thì tôi cũng đã cố gắng có tìm hiểu kỹ về cái la bàn. Thế nhưng mà tôi không biết là cái la bàn thì chỉ về cái hướng nào. Thế anh em nhìn thấy không? Thì là cái la bàn nó cứ chỉ cố định, nó về đúng một hướng. Không hiểu lắm. Thế còn cái empty map này thì sao? Ồ, map này là cái map nó ở chỗ mà mình đang đứng à? Chỗ mình đứng ở góc trên bên tay phải kìa. Đúng không? Hồ nước, ui xịn phết nhở. Công nhận là cái làng này, cái vị trí địa lý của nó đẹp phết. Hoa hùng cái thứ đẹp ghê. Tôi sẽ lấy đây làm căn cứ mới của mình anh em ạ. Ok thì sao lại có hai anh dân làng bị nhốt trong này này? Sao mấy anh ấy không ra ngoài được à? Chết cha ấy, phải mở cửa cho mấy anh ra ngoài anh em ạ, chứ không thì ấy đấy. Đúng rồi, đi ra đi. Thôi bò đi, vào đi bò ấy. Nó có một con bò tranh thủ trốn nó rồi anh em ạ. Thì hôm nay tới đây thôi nhá anh em nhá. Trong tập sau chúng ta sẽ cùng tìm cách để mà sinh tồn được ở một cái nơi mà nó không phải ở nhà của mình anh em ạ. Và nếu mà anh em nào mà có ý tưởng nào để giúp tôi có thể quay lại được căn nhà yêu quý của tôi thì hãy comment nhé. Tôi nhớ căn nhà của tôi lắm. Nhà đẹp phết nhở? Nhà phù phép ấy. Căn nhà ở ngay trước cái mansion, chung ở chỗ này cũng khá là đẹp. Vị trí địa lý. Cái nhà này mình lút chưa? Chưa. Obsidian. Thì thực ra thì tôi cũng đã từng nghĩ thử rồi. Thì vì là sau khi tôi làm cái tập hôm trước thì sau khi tôi nghỉ thì tôi mới nhận ra, ơ chết cha, mình làm vậy là sao mình về nhà. Thì tôi cũng đã từng suy nghĩ thử rồi anh em ạ. Thì là tôi cũng đã tính làm cổng địa ngục để đi về, nhưng mà anh em còn nhớ trước mình bay hộc cả mặt không, bay quá là xa. Thế nên bây giờ mình làm cổng địa ngục ấy thì cái quãng đường của mình sẽ được rút ngắn đến 8 lần. Nó sẽ rút ngắn đến 8 lần bởi vì là một bước đi trong địa ngục là bằng 8 bước đi ở ngoài đời mà. Đó. Nhưng mà chỉ 8 lần thôi. Chứ anh vào trong địa ngục là mình sẽ vẫn phải vượt biển lava rồi thì đi qua bao nhiêu cái trắc trở đấy anh em. Nên là nó cũng gọi là không có dễ hơn được cái chuyện là mình đi ở ngoài đời là bao nhiêu đâu, thì ở ngoài đời lâu hơn ấy. Thế nhưng mà trong địa ngục thì nó sẽ nguy hiểm hơn đó. Thì và thì đấy thì tất nhiên nó nguy hiểm hơn thì nó cũng làm cho mình bị chậm hơn chứ, kiểu bọn gas bắn ấy. Rồi skeleton thì rồi thì lava lửa đúng không? Rồi bọ lợn nữa, chẳng may mà bắn nhầm bọ lợn nữa là mệt lắm. Thì đây tôi đi này tôi cũng lấy được một chút đồ đồ khá là ngon đây này. Cái sát đồi này đó, nó là cái yên ngựa để mình cưỡi đấy anh em, đó tiện lắm. Để tôi cưỡi thử cho anh em xem nhé. Tôi cưỡi ngựa cho anh em xem. Ôi anh em view đẹp không? Từ từ chụp chụp ảnh cái view đẹp nhờ. Sáng sớm tỉnh dậy rồi anh em ra ngoài rồi rồi thì anh em thấy cái view này tuyệt không, yên bình không? Đây đúng là một cái nơi một ngôi làng cực kỳ đẹp luôn anh em ạ. Thôi không sao, chúng mình ở tạm đây cũng được anh em nhỉ. Từ từ cho tôi uống cái nước cái nhá, tôi khát nước quá, tôi nói nhiều tôi đau cổ quá. Ok. Con ngựa đâu này? Anh em đợi tí để tôi cưỡi ngựa cho anh em xem. Tôi nhớ nãy có con ngựa và con lừa các bạn đúng không? À đây là con lừa, con lừa. Đây là anh em này.
Con lừa này thì nó có một cái hay lắm này. Đó, mình ngồi lên nó thì mình có phải cố mình ngồi lên nó nhiều nhiều đã, thì để kiểu là mình thuần hóa nó ấy. Ôi, có coi lì nhờ. Mày yêu tao đi mày. Mày trái tim với tao đi mày. Ngoan nào, ngoan nào. Ngoan nào. Ôi ôi. Ngoan nào, bây giờ phải phải vuốt ve nó anh em ạ. Ngoan, 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 thương, thương. Thương này, thương này. Coi lì nhé. Nó trả lẽ tôi rút kiếm mà tôi làm cho nó một vài phát. Cũng ngoan nào bạn. Ê. Ngoan, 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 ngoan. Ngoan, ngoan nào. À rồi. Ok. Đó. Tôi được cái achievement luôn kìa. Đó. Yên ngựa cho vào đó. Sau bao nhiêu lâu đấy. Đây anh em ạ, thì nó có một cái khá là vui thì nó ở cái con này, nhưng mà từ từ tôi đi ngủ đã. Hello anh. Anh nhìn bà em xem em có đang đùa không? Tránh cái này nghe. Rồi. Anh em đợi tí nha, để tôi làm cái rương, cái rương. Giờ chúng ta phải cần cái rương. Ở đâu ấy? Con lừa của tôi rồi, đây rồi, con lừa của tôi rồi. Cái nào là gỗ nhỉ? Trong đống này có cái nào là gỗ không ta? Đây 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 cái này này. Lấy gỗ này. Đây này, con lừa hay lắm anh em ạ, con lừa hay lắm, con lừa hay lắm. Chúng ta làm một cái rương. Sau đó thì chúng ta sẽ làm gì cho anh em biết không? Hello bạn lừa. Ngồi lên con lừa. Xong mình à đô, 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 nhầm nhầm. Mình cầm cái rương này mình ấn vào con lừa anh em nhìn này. À, đó, chúng ta ngồi lên thì và chúng ta để được đồ vào trong con lừa ấy. Ấy. Xem không? Đó, con lừa nó sẽ mang đồ thay cho mình. Lừa nhỉ? Con này nó nhảy cao đến độ nó còn qua được cả hàng rào đấy. Nó còn nó nhảy còn cao hơn của mình đấy anh em. Thì trong này thì tôi cũng đã tìm hiểu qua rồi, đó là có ba con chúng ta có thể ngồi lên được, có ba con ở ngoài đời ấy nhá, thì cứ đơn giản là như vậy đã. Trước con ngựa này, xong con lừa, sau đó thì đến con lạc đà đó. Thì được cái là thì bị một cái đó là cái con lạc đà ấy thì mình không dùng cái yên mình đặt lên nó được, mà là mình phải đặt cái thảm lên nó ấy. Cô không hiểu tại sao nhưng mà mình muốn ngồi lên con lạc đà thì mình phải đặt cái thảm lên nó. Thì nó có rất là nhiều cái loại thảm mà. Anh em nhìn này, thảm đỏ thì thảm trắng đúng không? Đó, thế nên là nó sẽ làm cho con lạc đà của mình nó sẽ rất là đẹp, còn tùy theo cái loại thảm mà mình đặt lên. Đây này này, đây này. Thằng này là một thằng mà nó chuyên đi chết đồ dạo. Nó không phải là dân làng thôi nha anh em. Nó là thằng kiểu thằng du mục ấy, thì nó sẽ cứ đi du ngoạn khắp mọi nơi để nó trao đổi đồ ấy đó. Thì anh em nhìn thấy con lạc đà không? Đây là con lạc đà, thì nó có cái yên này này. Cái này nó không phải là cái yên đâu nhá, mà nó là cái tấm thảm đấy. Thì là cái thảm của nó là hình như là cái loại thảm màu xanh. Chúng mình không ngồi lên nó đúng không? Thì nếu mà anh em muốn thuần thuần hóa với con này thì anh em phải giết được cái thằng này này. Đó, thì anh em giết thằng này đi rồi thì anh em sẽ ngồi lên được cái con này. Tôi có nên làm việc thất đức không anh em? Thôi tha cho nó đấy. Thì anh em đặt thảm lên người con lạc đà là anh em ngồi lên được. Con lạc đà là mình cũng đặt được cái rương nó lên người con lạc đà nhá. Thế nhưng mà mỗi tội là cái rương mà lên người con lạc đà ấy thì nó sẽ tùy loại anh em, bởi vì là nó có con lạc đà thì nó sẽ mang được cho mình 10 ô đồ, còn có con lạc đà nó mang được cho mình 15 ô, có con thì mang được có mỗi 5 ô đó. Nhưng mà con lừa thì lúc nào nó cũng mang được cho mình đúng full ô luôn, là đúng 15 ô đó. Còn con ngựa là con mà nó chạy nhanh nhất, mình đặt được yên ngựa lên nó luôn, nhưng mà mình không đặt được cái rương nó lên người con ngựa anh em ạ. Đó, thì là có ba con ở ngoài đời thì cho anh em cưỡi khá thoải mái. Tôi thích nhất là con lừa.
Bởi vì là con lừa nó ngố, nó dễ thương, khá giống với bạn gái tôi. Ok, thì hôm nay tới đây thôi nhé anh em. Cảm ơn tất cả anh em vì đã xem tới tận đây nhá. Nếu mà anh em mà đã xem tới tận đây rồi thì tiếc gì mà không cho tôi một like và cho tôi một chia sẻ nhá. Cảm ơn anh em nhé. Ok, bye bye anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em.